Cô chào các em, tiết học hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu về một kiểu dạng của nghị luận văn học, đó là nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. Qua tiết học này, các em có thể nắm được yêu cầu của một bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích, từ đó các em có thể thực hành viết một bài tập làm văn đúng với yêu cầu kiểu bài. Nhưng mà để làm được điều đó thì trước hết các em cần nắm rõ khái niệm thế nào là nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. Cô mời các em tham khảo văn bản trong sách giáo khoa trang 61, 62, 63. Theo các em thì văn bản này bàn bạc về vấn đề gì? Văn bản này bàn về những đức tính, phẩm chất đẹp đẽ của anh thanh niên làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu trong truyện Lặng Lẽ Sa Pa của nhà văn Nguyễn Thành Long. Qua văn bản, các em nhận thấy nhân vật anh thanh niên đẹp ở những nét tính cách nào và những lời nhận xét, đánh giá về anh được cô đúc ở những câu văn nào? Đó là các câu. Câu 1 ở đoạn 2. Trước tiên, nhân vật anh thanh niên này đẹp ở tấm lòng yêu đời, yêu nghề, ở tinh thần trách nhiệm cao với công việc lắm gian khổ của mình. Là câu số 2 của đoạn 3. Nhưng anh thanh niên này thật đáng yêu ở nỗi thèm người, lòng hiếu khách đến nồng nhiệt, ở sự quan tâm đến người khác một cách chu đáo. Là câu số 1 của đoạn 4. Công việc vất vả có những đóng góp quan trọng cho đất nước như thế, nhưng người thanh niên hiếu khách và sôi nổi ấy lại rất khiêm tốn. Qua đó, ta nhận thấy anh thanh niên đẹp ở tình yêu đời, yêu nghề, tinh thần trách nhiệm với công việc của mình. Anh dễ thương bởi anh rất hiếu khách và luôn quan tâm đến người khác, và đặc biệt anh rất khiêm tốn. Các tính cách của nhân vật được minh họa với các chi tiết rất cụ thể, tiêu biểu rút ra từ trong tác phẩm. Cô ví dụ, các em có thể mở sách giáo khoa trang 62 và theo dõi đoạn 4 của văn bản. Tính cách khiêm tốn của anh thanh niên được làm rõ bằng các luận cứ. Anh từ chối khi ông họa sĩ phát họa chân dung của mình và hào hứng giới thiệu cho họa sĩ những người đáng để vẽ hơn mình. Dù còn trẻ nhưng anh thấm thía cái nghĩa, cái tình của mảnh đất Sa Pa mà mình được sinh ra, lớn lên, thấm thía sự hy sinh lặng thầm của những con người ngày đêm làm việc và lo nghĩ cho đất nước. Các em thân mến, các em vừa tìm hiểu một văn bản mà ở đó người viết trình bày những nhận xét, đánh giá của mình về nhân vật trong tác phẩm văn học. Vậy đây là bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. Nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích có thể đề cập nhiều vấn đề khác nhau như là nhân vật, chủ đề, tình huống truyện, nghệ thuật của tác phẩm, v.v. Sách giáo khoa ngữ văn lớp 9 tập trung chủ yếu vào nghị luận về nhân vật văn học. Các em nhớ củng cố kiến thức vừa học bằng cách đọc lại ghi nhớ ở sách giáo khoa trang 63 ha. Như các em đã biết, việc tìm hiểu đề bài là rất quan trọng nếu như mà người viết muốn tránh được việc lạc đề. Các em hãy cùng cô tìm hiểu, nhận xét sự giống nhau, khác nhau của các đề bài sau đây. Đề 1. Suy nghĩ về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn làng của Kim Lân. Đề 2. Nhận xét về tình cha con trong đoạn trích truyện Chiếc Lược Ngà của Nguyễn Quang Sáng. Đề 3. Phân tích nghệ thuật kể chuyện của Nguyễn Thành Long trong truyện ngắn Lặng Lẽ Sa Pa. Sau khi so sánh 3 đề bài, chúng ta dễ dàng nhận ra cả 3 đề đều là đề nghị luận. Sở dĩ ta nhận ra đấy là kiểu bài nghị luận, bởi vì như cô đã hướng dẫn các em ở tiết học trước, lệnh đề thuộc kiểu bài nghị luận thường thể hiện ở các từ suy nghĩ, nhận xét, phân tích. Khi tìm hiểu đề nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích, đây là vấn đề thứ nhất mà các em cần chú ý. Chúng ta trở lại với các đề bài trên. Các em phát hiện ra chúng khác nhau ở điểm nào chưa? Đó chính là vấn đề nghị luận. Đề 1 yêu cầu nghị luận về nhân vật, đó là nhân vật ông Hai. Đề 2 thì nghị luận về một nội dung của đoạn trích, đó là tình cha con. Và đề số 3 thì yêu cầu nghị luận về một yếu tố nghệ thuật của truyện, đó là nghệ thuật kể chuyện của nhà văn. Có nghĩa là Các em cần đọc kỹ đề để xác định đúng vấn đề nghị luận, xác định đúng yêu cầu kiểu bài, từ đó có thể viết đúng theo yêu cầu của đề bài. Như cô đã giới thiệu với các em ở trên, sách giáo khoa ngữ văn lớp 9 tập trung vào nghị luận về nhân vật văn học. Vậy nên ở phần tiếp theo cô sẽ hướng dẫn phần dàn bài theo định hướng này. Từ lớp dưới các em đã được thầy cô hướng dẫn tiến trình làm bài tập làm văn gồm 5 bước: tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn bài, viết bài và cuối cùng là đọc lại bài làm và sửa bài. Quan trọng nhất, theo cô, phương pháp làm bài phải chính xác và điều này được định hướng chủ yếu qua dàn bài chung. Trước hết chúng ta tìm hiểu yêu cầu của phần mở bài. Các em có thể tham khảo đoạn mở bài ở sách giáo khoa trang 61. Từ đó em thấy nội dung phần mở bài cần thực hiện các bước sau. Bước 1 là các em sẽ giới thiệu khái quát về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích của tác giả nào, và em sẽ nhận xét đánh giá về nhân vật nào. Bước 2, cảm nhận chung nhất của em về đối tượng nghị luận. Ví dụ như ở cái đoạn mở bài trong sách giáo khoa đó, cái đoạn câu đã để lại cho chúng ta nhiều ấn tượng khó phai mờ chính là cái đoạn câu nêu cảm nhận chung của người viết khi mà phân tích nhân vật anh thanh niên. Và đây là cái cách mở bài trực tiếp. Các em có thể thực hiện viết mở bài gián tiếp bằng cách dẫn lời bài hát, câu thơ, vân vân, phù hợp với vấn đề nghị luận rồi mới thực hiện các bước tiếp theo như cô đang hướng dẫn ở đây. Ví dụ như khi các em phân tích nhân vật anh thanh niên, các em có thể dẫn lời bài hát Một đời người một rừng cây của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Rồi các em mới viết tiếp phần giới thiệu tác giả tác phẩm, rồi giới thiệu về anh thanh niên và cảm nghĩ chung về nhân vật anh thanh niên. Và các em nhớ rằng dù các em viết mở bài theo cách trực tiếp hay gián tiếp thì cũng cần đảm bảo các ý theo yêu cầu. Tiếp đến cô sẽ định hướng cách viết thân bài. Các em có thể triển khai theo trình tự sau đây. Đầu tiên là cái phần khái quát, giới thiệu chung. Các em chỉ nên viết ngắn gọn vài câu văn thôi, không nên quá sa đà ở cái nội dung khái quát, bởi vì đây không phải là trọng tâm của thân bài. Và các em có thể thực hiện viết phần này theo một vài gợi ý sau đây. Các em có thể viết xuất xứ của tác phẩm, hoặc là các em chọn viết hoàn cảnh sáng tác cũng được. Không thì các em có thể tóm tắt ngắn gọn nội dung cốt truyện. Còn nếu không thì các em có thể chọn giới thiệu hoàn cảnh sống của nhân vật. Ví dụ như khi em phân tích nhân vật anh thanh niên, các em có thể viết ngắn gọn hoàn cảnh sống của nhân vật. Cái người thanh niên 27 tuổi này làm công tác khí tượng, kiêm vật lý địa cầu, sống ở trên và làm việc trên cái đỉnh núi Yên Sơn cao 2.600 m chẳng hạn. Và bước tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện cái phần trọng tâm của thân bài, đó là phân tích cảm nhận về nhân vật. Và tất nhiên là ở cái đoạn này đó thì có nhiều cái vấn đề mà các em cần chú ý. Các em có thể thực hiện phân tích, nhận xét, đánh giá các phân diện của nhân vật như là lai lịch, ngoại hình, hành vi thái độ, ngôn ngữ, nội tâm, vân vân, để qua đó thấy được tính cách số phận của nhân vật. Và trong cái quá trình phân tích thì các em cần quan tâm một vài điều sau đây. Các em cần linh hoạt, không có rập khuôn máy móc khi viết cái phần phân tích này, bởi vì là không phải nhân vật nào cũng được xây dựng qua tất cả các phương diện này. Và các em, cái điều tiếp theo là các em cần phân tích từng tính cách của nhân vật theo trình tự. Trong quá trình phân tích thì các em cần chú ý dựa vào tác phẩm để dẫn chứng xác thực. Việc vận dụng lý lẽ, dẫn chứng phù hợp là để bài viết được sâu sắc. Người làm bài tránh nhất kể lại toàn bộ nội dung câu chuyện. Và mỗi luận điểm các em cần viết thành một đoạn văn cho rõ ràng. Sau cùng, để kết thúc phần thân bài thì các em sẽ viết đoạn tạm gọi là sơ kết. Có nhiều hướng để viết, các em có thể chọn cho mình một định hướng mà em cho là dễ nhất để thực hiện. Đó có thể là đoạn văn viết về nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn Ngôi Kể chẳng hạn. Tác giả đã chọn kể lại câu chuyện theo ngôi thứ nhất hay là ngôi thứ ba, hay là nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật của nhà văn, vân vân. Tất cả đã góp phần tạo nên thành công của tác phẩm. Hay các em có thể liên hệ mở rộng về cái nội dung của tác phẩm với một cái tác phẩm khác cùng đề tài, hay là có thể viết về hình tượng nhân vật. Ví dụ khi phân tích nhân vật Vũ Nương, có thể viết nhân vật là hiện thân của lòng vị tha, vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam truyền thống, vân vân. Có nhiều cách để viết đoạn sơ kết lắm các em. Và tất nhiên cũng có rất nhiều cách để viết phần thân bài. Trên đây chỉ là một gợi ý, các em cần thực hiện một cách linh hoạt, tránh máy móc, rập khuôn. Cuối cùng, em sẽ viết phần kết bài như thế nào? Kết bài gồm có hai ý. Ý thứ nhất, khẳng định vấn đề nghị luận. Các em có thể nêu nhận định, đánh giá chung về giá trị của tác phẩm, về tầm ảnh hưởng của nhân vật trong cuộc sống, vân vân. Bước 2, suy nghĩ bản thân. Tức người viết rút ra thông điệp mà tác phẩm gửi gắm đến người đọc, đưa ra được những bài học có giá trị với bản thân. Điều quan trọng là các em chú ý liên kết giữa các phần mở bài, thân bài, kết bài sao cho tự nhiên, hợp lý. Để củng cố kiến thức vừa học, các em viết đoạn mở bài hoặc kết bài cho đề bài sau. Suy nghĩ về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân. Các em nhớ chép lại đầy đủ phần nội dung bài ghi vào trong vở bài học để có thể lưu lại kiến thức mà các em vừa được học. Sau đây là một số nội dung ôn luyện. Các em đọc lại phần ghi nhớ ở sách giáo khoa trang 63, 68. Các em chép phần nội dung bài ghi vào trong vở như hồi nãy cô vừa dặn. Thực hiện phần luyện tập vào trong vở bài tập để tiết học sau có thể dễ dàng. Các em đọc trước bài, nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ ha. Cô cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe bài giảng của cô. Cô chúc các em luôn học tốt và hẹn gặp lại các em ở bài học sau.